Một cậu bé làm việc riêng trong giờ hoạt động nhóm. Cứ ngồi xoay camera ra hỏi bạn biết vì sao không? Nếu chưa thấy lý do thì hãy cùng xem lại nhé. Find out all of the things that we have in common. Never all the differences. Oh yeah. Meet her parents, meet her brother. Then she starts sleeping over the crib on weekends. Like a real relationship. Bạn đã thấy điều gì thú vị chưa? Chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ và ý nghĩa nhé.